chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình Thành phố Châu Đốc. Hôm nay thứ năm ngày 3 tháng 10 năm 2019. Chương trình thời sự hôm nay gồm có những nội dung chính đáng chú ý sau đây. Đoàn kiểm tra của Ban dân vận tỉnh ủy An Giang do ông Lê Khánh Hội, Phó trưởng Ban dân vận tỉnh ủy làm trưởng đoàn, đến khảo sát, kiểm tra kết quả triển khai thực hiện công tác nhân dân vận trên địa bàn xã Vĩnh Châu, thành phố Châu Đốc Quỹ ban nhân dân thành phố Châu Đốc tổ chức đánh giá việc thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính tại nhà không thu phí thông qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn thành phố. Sở Công Thương tỉnh An Giang phối tổ chức tập huấn an toàn điện cho cán bộ cơ sở trên địa bàn thành phố Châu Đốc. Ban chỉ đạo giảm nghèo thành phố Châu Đốc đã có buổi đối thoại trực tiếp với hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn phường Châu Phú B. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 2 tháng 10 năm 2019, đoàn kiểm tra ban dân vận tỉnh ủy An Giang do ông Lê Khánh Hội, Phó trưởng ban dân vận tỉnh ủy làm trưởng đoàn, đến khảo sát kiểm tra kết quả triển khai thực hiện công tác dân vận trên địa bàn xã Vĩnh Châu, thành phố Châu Đốc. Tại buổi làm việc, đoàn đã tiến hành kiểm tra, khảo sát việc tham mưu của cấp ủy, cụ thể quá triển khai các văn bản của Trung ương, Ban Thường vụ tỉnh ủy về công tác dân vận Công tác củng cố kiện toàn tổ chức bộ máy của ban dân vận, mặt trận tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội ở cơ sở, tình hình dân tộc tôn giáo, kết quả thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, thực hiện năm dân vận chính quyền năm 2019. Kết quả triển khai thực hiện quyết định số 217/218 của Bộ Chính trị khóa 11 về quy chế giám sát phản biện xã hội và tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Kết quả thực hiện kế hoạch số 78 của ban dân vận tỉnh ủy An Giang về phát động phong trào thi đua dân vận khéo và dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới năm 2019 và những nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong thời gian tới. Phát biểu kết luận, ông Lê Khánh Hội, Phó trưởng ban dân vận tỉnh ủy An Giang, đã ghi nhận và đánh giá cao việc thực hiện công tác dân vận, quy chế dân chủ trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp thời gian qua trên địa bàn xã Vĩnh Châu, thành phố Châu Đốc. Trong thời gian tới, đoàn mong muốn các ban ngành đoàn thể cần bám sát địa bàn hơn để khi vấn đề xảy ra về tôn giáo thì kịp thời báo cáo để có hướng xử lý. Bên cạnh đó, việc thực hiện chính sách xóa đói giảm nghèo của xã cần phải có những giải pháp phù hợp hơn, cần phát huy những ưu điểm của các mô hình hay, mô hình dân vận khéo, đặc biệt địa phương cần quan tâm triển khai thực hiện quyết định số 217/218 của Bộ Chính trị khóa 11 về quy chế giám sát phản biện xã hội và tham gia góp ý xây dựng đảng, xây dựng chính quyền để đạt hiệu quả cao hơn. Cũng trong ngày 2 tháng 10 năm 2019, Ủy ban nhân dân thành phố Châu Đốc tổ chức cuộc họp đánh giá việc thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính tại nhà không thu phí thông qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn thành phố Châu Đốc. Ông Trần Quốc Tứng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Châu Đốc chủ trì cuộc họp. Dịch vụ bưu chính công ích bắt đầu hoạt động vào ngày 1 tháng 8 năm 2019. Đến nay đã đi vào hoạt động được 2 tháng, thông qua bưu điện Châu Đốc đã tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ trên 6 lĩnh vực gồm thành lập và hoạt động của doanh nghiệp, thành lập và hoạt động của hợp tác xã đất đai, môi trường, văn hóa cơ sở và quản lý hoạt động xây dựng với 31 thủ tục. Các cá nhân tổ chức có đầy đủ bộ hồ sơ hoàn chỉnh đến bưu điện châu đốc, đăng ký dịch vụ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại đây nhân viên bưu điện có nhiệm vụ phối hợp cùng khách hàng kiểm tra bảo đảm hồ sơ hợp lệ và tiến hành niêm phong hồ sơ đồng thời cập nhật các thông tin liên quan giao phần mềm của bưu điện hồ sơ hợp lệ sẽ được nhân viên bưu điện chuyển đến các cơ quan hành chính giải quyết theo yêu cầu của khách hàng đến ngày hẹn của cơ quan giải quyết thủ tục hành chính nhân viên bưu điện sẽ đến nhận kết quả lập biên bản giao nhận hồ sơ và nhanh chóng chuyển phát chính xác an toàn kết quả đến tận nhà khách hàng Dịch vụ bưu chính công ích không chỉ giúp cho cá nhân, tổ chức tiết kiệm được chi phí và thời gian đi lại mà còn góp phần hạn chế tiêu cực trong giải quyết thủ tục hành chính. Ngày 2 tháng 10 năm 2019, Sở Công thương tỉnh An Giang phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Châu Đốc tổ chức tập huấn an toàn điện cho 60 cán bộ cơ sở trên địa bàn thành phố. Tại lớp tập huấn, các đại biểu sẽ được các cán bộ chuyên ngành triển khai những kiến thức cơ bản về an toàn điện như những nội dung cơ bản của thông tư 31 quy định về điều kiện trình tự ngừng giảm mức cung cấp điện, kỹ thuật an toàn trong vận hành và sử dụng các thiết bị điện, việc đảm bảo an toàn công trình lưới điện cao áp, hành lang an toàn lưới điện, quy định trình tự thủ tục điều tra và xử phạt vi phạm trong lĩnh vực điện, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn điện và kỹ thuật an toàn lưới điện hạ áp nông thôn lớp tập huấn nhằm giúp cho cán bộ cơ sở thấy được mức độ nguy hiểm của tai nạn điện nắm vững các quy trình kỹ thuật về sử dụng điện qua đó tuyên truyền cho người dân sử dụng điện an toàn tiết kiệm hạn chế các vụ tai nạn điện giật chết người có thể xảy ra tiếp theo sẽ được chuyển sang một số tin tức đáng chú ý khác ngày 2 tháng 10 năm 2019 Ban chỉ đạo giảm nghèo thành phố Châu Đốc đã có buổi đối thoại trực tiếp với hộ nghèo cận nghèo trên địa bàn phường Châu Phú B. Tại buổi đối thoại, lãnh đạo các ban ngành thành phố và phường Châu Phú B đã ghi nhận những tâm tư nguyện vọng, nhu cầu cần hỗ trợ về chính sách của đảng và nhà nước đối với công tác giảm nghèo như chính sách dây vốn phát triển sản xuất, bảo hiểm y tế, sửa chữa nhà ở, hỗ trợ cho con em được đi học. Thông qua đó tìm ra những giải pháp để định hướng hỗ trợ, giúp đỡ, tạo điều kiện cho các hộ nghèo cận nghèo khó khăn, có vốn làm kinh tế, dương lên, thoát nghèo. Từ đầu năm đến tháng 10 năm 2019, trên địa bàn phường Châu Phú B đã xảy ra 48 ca mắc sốt xuất số huyết, tăng 22 ca so với cùng kỳ. Trong đó, địa bàn Khớm Châu Long 4 có số ca mắc cao nhất 12 ca và 4 ổ dịch hiện nay sốt xuất huyết đang có diễn biến phức tạp và có xu hướng gia tăng để chủ động phòng chống bệnh sốt xuất huyết ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh phường châu phú b phối hợp trạm y tế đoàn thể phường tích cực tăng cường tuyên truyền vận động hội viên đoàn viên và nhân dân tích cực thực hiện tốt các biện pháp phòng chống sốt xuất huyết như vệ sinh môi trường đầy kính các dụng cụ chứa nước để mũi không giao đẻ trứng thực hiện các biện pháp diệt lăng quăng bò gậy bằng cách thả cá giao dụng cụ chứa nước lật ướp các dụng cụ chai lọ giỏ dừa giỏ xe loại bỏ các vật dụng phế thải các hốc nước tự nhiên không cho mũi đẻ trứng mọi người hãy cùng thực hiện thông điệp không có bò gậy lăng quăng thì không có sốt xuất huyết Ngày 1 tháng 10 năm 2019, Hội Người Cao Tuổi Phường Châu Vua A kết hợp trạm y tế phường tổ chức khám bệnh tặng quà cho người cao tuổi. Dịp này các cụ đã được khám sức khỏe, tư vấn và hướng dẫn cách phòng các bệnh thường gặp của tuổi già như bệnh huyết áp, tim mạch, cơ xương khớp. Các cụ còn được cấp phát thuốc miễn phí. Đồng thời, Hội Người Cao Tuổi đã kết hợp với Chi hội Người Cao Tuổi Các Khớm tổ chức thăm tặng quà cho 14 cụ với tổng số tiền trên 5 triệu đồng. Ngày 2 tháng 10 năm 2019, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Châu Đốc kết hợp Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Châu Phú B tổ chức tuyên truyền chống rác thải nhựa cho các chị em phụ nữ trên địa bàn phường. Tại buổi tuyên truyền, các chị em hội viên phụ nữ được nghe một số thông tin về thực trạng ô nhiễm môi trường từ rác thải nhựa, tác hại của các sản phẩm nhựa đã qua sử dụng và túi ni lông khó phân hủy đối với môi trường và sức khỏe con người. Đồng thời, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố đã tặng cho mỗi chị một giỏ sách nhựa nhằm hạn chế sử dụng túi ni lông thay bằng sử dụng túi vải giỏ sách nhựa khi đi chợ. Dân động chị em tích cực tham gia hưởng ứng các hoạt động vệ sinh môi trường, thu gom, đổ rác thải đúng nơi quy định, xây dựng môi trường ngày càng xanh sạch đẹp, thân thiện với môi trường. Theo thống kê của Trung tâm Y tế thành phố Châu Đốc, từ đầu năm đến nay, toàn thành phố Châu Đốc ghi nhận 126 ca mắc bệnh tay chân miệng, tăng 96 ca so với cùng kỳ, phát hiện và xử lý 19 ổ dịch. Địa phương có số ca mắc cao nhất là phường Châu Phú B 34 ca, phường Châu Phú A 27 ca, phường Núi Sam 25 ca. Các chuyên gia y tế cho biết, thời tiết nóng ẩm, nền nhiệt thay đổi, thất thường khi chuyển mùa là điều kiện thuận lợi cho virus gây bệnh phát triển, lây lan. Bệnh nhân thường có các biểu hiện lâm sàng đặc trưng như sốt, đau họng và nổi ban có bọng nước ở tay chân miệng. Đặc biệt, bệnh thường gặp ở trẻ nhỏ do sức đề kháng thấp, ý thức giữ gìn vệ sinh phòng bệnh cũng chưa tốt hiện nay bệnh tay chân miệng chưa có vaccine phòng bệnh với trẻ nhỏ khi thay quần áo thay tả làm vệ sinh xong phải rửa tay với xà phòng các trẻ bị bệnh đặc biệt ở độ tuổi đang học mẫu giáo nên được cách ly chăm sóc tại nhà những đồ chơi vật dụng của trẻ cũng nên được rửa sạch hàng ngày với xà phòng vệ sinh sàn lau dọn sàn bằng những dung dịch khử khuẩn thưa quý vị và các bạn chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố châu đốc hôm nay xin được kết thúc tại đây cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại